Em chào các bác ạ. Hiện tại bây giờ thì các bác đang dục dịch để mình đi tìm những cái loại chậu rồi là trụ bằng bát như thế này để nhà mình đặt hàng. Mình sẽ giao lưu với nhau vào cái dịp giáp Tết. Đấy, để cái hàng này để mình thường thường là Tết là nhà mình ghép hồ điệp đấy đúng không ạ? Thì em xin giới thiệu một chút là em sẽ có lên rất là đều đặn những cái hàng, những cái lô hàng tương tự như thế này nhá. Hàng này thì cũng là hàng em chụp ở tại nhà em luôn, hàng có sẵn. Nhưng ví dụ như mẫu này thì nó lại là mẫu của năm ngoái. Đấy, thì em có lưu lại ảnh ở đây để các bác xem. Ở đây thì chậu nhà em thì sẽ có chậu chất liệu gỗ nghiến, gỗ kháo. Đấy. Đây, em sẽ quay gọi là ví dụ để các bác dễ hình dung. Khi mà các bác xem được cái đoạn video này thì nhà mình vui lòng là lưu lại cái số điện thoại giúp em một chút nhé. Cái số điện thoại của em là 0983 185 998. Em là ở Hữu Lũng, Lạng Sơn. Đấy, nhà em nằm trên đường quốc lộ 1A rất là dễ đi. Nên khi mà nhà mình lưu lại số điện thoại thì nhà mình có thể vào Zalo để em gửi ảnh cho nhà mình xem qua các cái mẫu về cái dáng trụ mà bát như thế này bên nhà em. Thì sẽ có cả những hàng to, hàng nhỏ. Đấy. Những cái mẫu to để các bác ghép hồ điệp to. Rồi là những cái mẫu nhỏ xinh như thế này. Đấy, tóm lại là rất là nhiều những hàng này và em xin giới thiệu qua một chút ở cái đoạn đầu video, sau đó là em sẽ tập trung vào bán hàng cả cái hàng trụ gáo dừa. Hiện tại bây giờ thì là cả cái hàng treo là em đang hơi bận một chút, em chưa chia sẻ được cái hàng treo cho các bác, hàng lũa treo đấy ạ, hàng lũa combo đấy ạ. Đấy thì em lên cái hàng trụ chậu để các bác ngắm và mình sẽ đặt hàng dục dịch từ bây giờ các bác nhé. Bởi vì bây giờ bắt đầu nó sẽ là vào những cái mùa rồi. Đấy. Sẽ rất là dục dịch thôi. Bác nào mà kinh doanh cái hàng cắm hoa hồ điệp thì nhà mình có thể liên hệ luôn. Để em tư vấn cho cả nhà. Đấy, rất nhiều nhá cả nhà. Đấy, em để qua để cả nhà mình cùng nhìn. Khi mà các bác đã dễ hình dung rồi thì các bác gọi điện cho em thì các bác miêu tả cái là em biết ngay là các bác cần sử dụng cái loại chậu gì, lũa như thế nào. Nhiều các bác nhá. Đấy, ngoài ra thì em có thêm những cái mặt hàng trụ gáo dừa như này đây. Trụ thì rất là nhiều và giá thì giá nhà em bao ship toàn quốc từ to cho đến nhỏ nhá cả nhà. Đâu để em xem nào. Trụ gáo dừa ở đây thì em hiện tại đang rất rất nhiều mẫu hàng to và hàng nhỏ. Đấy, như các bác đang nhìn thấy đây, đây là hàng nhỡ này. Đấy, rất nhiều mẫu thế nên là em cũng không thể nào lên được hết trong một video đâu. Thế nên khi nhà mình đấy, nhà mình cứ vào Zalo đi, em bán hàng trên Zalo. Các bác nhắn tin cho em thì em sẽ tư vấn cho các bác. Đấy, trụ to này. Trụ gắn chậu này. Rồi tiếp là những cái mặt hàng chậu này. Đấy. Chậu để các bác ghép hồ điệp đấy ạ, như vừa nãy em vừa giới thiệu đấy. Đấy, rất nhiều hàng đẹp nha các bác. Toàn hàng VIP, hàng đẳng cấp thôi ạ, nên nhà mình yên tâm. Sẽ là cố gắng là đầy đủ các loại để phục vụ cho các bác nó chuẩn. Đấy, rồi những cái hàng chậu nhỏ rẻ tiền này, ở đây thì tầm vài trăm nghìn này cũng có này. Rồi những cái máng chậu như này, nhà mình ghép hồ điệp nó sẽ rất là xinh đấy ạ. Cái hàng này thì là hàng chuyên ghép hồ điệp rồi. Các bác trồng cây nói chung là thoải mái. Rất nhiều trụ nha các bác. Sau một cái đoạn mà em giới thiệu như này thì em sẽ có cái những cái hình ảnh cụ thể cũng cùng như là kèm giá cho các bác ở sau cái đoạn này luôn. Đấy, địa chỉ của nhà em ở dốc mới 1 Sơn Hà, Hữu Lũng, Lạng Sơn nha các bác. Số điện thoại của em xin phép đọc lại là 0983 185 998. Rất là hơn được hân hạnh được phục vụ các bác. Rất nhiều những con xinh con đẹp nha các bác. Cực kỳ xinh và đẹp luôn. Đấy, và em làm dáng là nghệ thuật. Hàng làm kỹ, đẹp. Thôi bây giờ em sẽ đi vào những cái hàng chính luôn để các bác đỡ mất thời gian của các bác ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nha. Mã trụ này có dáng lũa rất là bay nha các bác nhá. Bạn này thì tương đối nặng một chút, dạng hàng gỗ kháo và nó là dạng sụn ạ. Kích thước ở đây là cao 80 ạ, chiều rộng là 86 nhá. Hàng kích thước vừa phải thì cái này thì mình có thể đặt đôn hoặc đặt bàn đều được. Được cái là em thấy là cái dáng lũa của nó rất là bay ạ. Đấy, thì là nhà mình đặt bàn sẽ rất là xinh nhá. Mã số của sản phẩm là 407 ạ, mã số 407. Giá em đang bán hiện tại là 1 triệu 450 nghìn cả nhà nhá. 1 triệu 450 nghìn mẫu này ạ. Là đã bao gồm cước rồi ạ. Em xin nhắc lại là mã số 407 nhà mình ơi, mã số 407 nhá. Mã này cái tay của nó được cái là nó xòe tròn đều các bác nhá. Nhà mình ghép thì nó sẽ dạng như là ghép cây xung quanh. Những cái tay của nó tán, những cái tán tay cành của nó sẽ xòe xung quanh như này. Thân thì đứng rất là vững nhá. Bạn này thì có kích thước là cao là 90.
Chiều rộng là 64 ạ. Giá bán hiện tại là 1.190.000. Bạn này thì tương đối là to một chút đấy ạ. Cũng cao to, tròn. Mã số sản phẩm là 408 nhà mình ạ. 408 nhá, mã số 408 ạ. Nhà mình xem xa một chút đi ạ. Cái mẫu này thì em thấy nhìn rất là xinh đấy ạ. Tiếp theo thì sẽ là một mã trụ dạng sụn này các bạn này. Gỗ kháo nhưng mà nó gần như là sụn hết luôn. Nhà mình nhìn xem. Đấy, con nào dạng gỗ thịt và con này dạng gỗ sụn để em sẽ nói với các bác nhá. Nhưng mã này sẽ là một mã mà em đánh giá là rất là đẹp và nó cái chất gỗ của nó tốt. Mã số 411, kích thước cao 74, rộng 70, dáng tròn dày, hình mặt trăng luôn này các bác. Cái này mà đặt bàn thì quá là tuyệt vời ạ. Đấy, giá bán là 1.100.000 nhá. 1.100.000. Mã này có một cái dáng lũa dạng như là bông hoa ấy, các bác hình dung ra không ạ? Nghĩa là nó tầng tầng lớp lớp ấy ạ. Nó sẽ từng tầng một. Ở dưới này rất là điệu luôn. Có làm đế đàng hoàng cho nhà mình luôn nên là yên tâm là đứng rất là vững. Bạn này thì đang có mã số là 390. Mã số nhắc lại là 390 ạ. Đang có giá bán là 1.100.000. Lũa kháo thì đã rất là bền rồi ạ. Kích thước là cao 98 và rộng là 60 ạ. Rất gọn gàng nhá. Cái này nhà mình chỉ cần xem có một con đôn xinh xinh đặt lên là đặt góc là cực kỳ đẹp luôn. Chỗ này mảnh nhưng mà lại rất là chắc chắn đấy ạ. Theo như em vừa test thì em thấy cũng rất là chắc chắn. Trông nó mảnh, nó lại rất là điệu nữa. Bạn này có giá bán là 950.000. 950.000 ạ. Dáng cực kỳ dẻo nhá. Cao 83, rộng 75. Mã số sẽ là 389 nhá. Mã số 389. Nhà mình vui lòng là nghe cái rõ là cái mã số giúp em để tránh cái trường hợp nhầm lẫn. Đấy, còn sản phẩm là yên tâm là chuẩn mã chuẩn số nhá. Lên con trụ này rất là xinh các bác ạ. Bạn này thì em theo như em đánh giá nhìn ở ngoài cực kỳ là xinh xắn ạ. Cái chất lũa thì cũng đẹp nhá. Chất liệu gỗ găng bầu. Dáng thì quá là xinh đẹp luôn rồi. Xoay đi. Mã số 396 nhá cả nhà. 396 ạ. Giá em đang bán cho mã này là 1.100.000 nhá. Được cái là những cái thớ lũa của nó rất là rõ ràng và dẻo này. Cao 79 và rộng là 80. Coi như là gần như là 80-80 đấy các bác. Cái này nhà mình muốn gắn thêm gáo cũng được. Nhưng em thấy kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh này nhìn cũng rất là hay. Nhìn được các góc luôn đấy ạ. Mã nhỏ nhỏ xinh xinh này đặt bàn ạ. Mã số 393 nhá cả nhà. 393. Mẫu này thì đặt bàn thì quá là xinh rồi. Lũa giữa thì cầu kỳ nhá. Tay cành thưa, xòe xung quanh ạ. Giá bán sẽ là 790.000 mẫu này. Kích thước cao là 57, rộng là 67 ạ. Cao 57, rộng 67. Giá bán là 790.000 ạ. 392 tiếp theo ạ. Mã số 392 tiếp theo nhá. Chất liệu là gỗ kháo. Đường lũa thì rất là sắc và nét luôn này các bác này. Ở giữa hơi rỗng một chút tạo cái điểm nhấn này. Bạn này thì đang có giá bán là 1.190.000. Rất là dày dặn nhé. Thuộc hệ tròn tròn một tí đấy ạ. Cao 80, rộng 82. Đây rất là nét luôn. Mẫu này thì nó có cái dạng lũa gió rất là sắc. Các bác nhìn thấy không ạ? Mã số sản phẩm 392 nha cả nhà. Tiếp đến thì sẽ là một mã trụ gỗ kháo. Và rất là to luôn đấy các bác ạ. To. Nói chung là giá cũng tương đối là mềm. Lũa thì cầu kỳ nhá. Nhà em làm giáp rất là kỹ rồi. Bạn này thì cao 1m30. Rất là vừa tầm nhìn. Chiều rộng là 1m15 và có chiều sâu là 60. Mã số sản phẩm là 406. Mã số 406, trụ gáo dừa. Giá bán bao ship cho một mã to này là 2.690.000 ạ. 2.690.000 là đã bao gồm cả phí ship vận chuyển rồi. Và nhà em ship tại nhà cho các bác nhé. Mã trụ gỗ kháo ạ. Bạn này thì có kích thước là 1m nhân với 82, có phần lũa rất là đặc biệt. Nói chung là rất là sắc bén luôn này cả nhà này. Đấy, cực đẹp luôn nhá. Bạn này đang có giá bán là 1.180.000 ạ. 1.180. Mã số 403. Kích thước cao 1m, rộng 82. Bạn này mà đặt bàn thì cực kỳ là xinh luôn này các bác. Nói chung là nó vừa vừa, nó không bị to quá, cũng không nặng lắm. Cao 83, chiều rộng là 68. Mã số là 405 ạ. Mã số 405. Giá bán là 950.000. Bạn này lũa rất là sắc bén luôn ạ. Và dạng hàng cục nó tròn nhá. Nó sẽ rất là dày dặn đấy ạ. Tương đối là dày. Nhà mình vào Zalo đi tham khảo thêm. Mã trụ này là gỗ nghiến ạ. Bạn này thì là một mã trụ gỗ nghiến. Có chiều cao là 1m25. Chiều rộng là 1m06 ạ. Bạn này thì hơi nặng một chút. Rơi vào khoảng cỡ tầm 40 cân. Đấy, nhưng mà tay cành được cái là rất là dẻo, hợp lý. Thân đứng vững và chắc nhá. Cái mã số sản phẩm sẽ là 402 ạ. Mã số 402. Bên em đang có giá bán là 1.590.000 ạ. 1.590.000 là đã bao gồm cả phí ship rồi. Nên nhà mình yên tâm là về giá nhé. Đấy, giá công khai cho nhà mình luôn ạ.
mã trụ số 370. Bạn này thì to đấy các bác ạ. Bạn này là thuộc diện to và nặng nhá. Kích thước là cao 98, rộng 52 và chiều sâu là 59. Thuộc diện là to và nặng. Đây phần bát này các bác ngắm phần bát này. Đấy. Lòng bát rất là sạch sẽ. Cái này thì nhà em chưa khoan lỗ. Bởi vì là có nhiều bác có nhiều cái mục đích sử dụng khác nhau nên em chưa khoan. Bác nào làm khoan thì em sẽ đánh rửa sạch sẽ, sau đó là em khoan thì em mới gửi đi cho các bác. Thế nhà mình yên tâm là về cái chất lượng là chuẩn luôn ạ. Mã số 370 nhá. Em mời cả nhà mình vào Zalo để xem thêm mẫu, bởi vì thực ra rất nhiều mẫu khác nữa. Nhiều những cái hàng mẫu trụ như này lắm. Em thì chuyên sản xuất cái hàng này mà. Có rất là nhiều các bác nhá, thì nhà mình yên tâm là sẽ có cả to cả nhỏ, gọn gàng hay là hoành tráng các thứ thì cũng đều có. Mã bát số 368. 368 bạn này rất là xinh nhá, nó kiểu dạng như nhỏ nhỏ gọn gọn, nhẹ nhàng các bác ạ. Gai thì kín luôn ạ. Nu nghiến đấy. Mã số 368 này đang có kích thước là cao 1m, chiều rộng là 50, lòng bát được cái là tròn vo luôn ạ, sâu và tròn này. Bát vét hàng đẹp lắm. Đấy cái phần dưới này các bác nhìn nhá. Nhà mình ngắm xa một chút nữa đi ạ. Cái này các bác trồng kiếm thì nó rất là hợp luôn này, hoặc là một bụi đai châu to. Phần thân rất là điệu nhá, gai nu kín luôn. Nhà mình có thể vào Zalo để tham khảo thêm những cái mẫu khác nữa, vì ngoài những cái mẫu này ra thì em còn thêm rất nhiều những mẫu khác mà không thể lên được hết trong một video các bác ạ. Nên nhà mình vào Zalo nhá. Bạn này thì có chiều cao là 1m05, chiều rộng là 52. Cũng là nu nghiến ạ. Nu nghiến ngọc nghiến Lạng Sơn đấy các bác ạ. Và đây cái bát của nó đây, bát tròn và sâu nhá. Có một chút lũa ở phần phía đằng trước của gai ạ. Mã số 369 ạ. Hiện tại nhà em thì đang sản xuất một loạt những cái hàng trụ bát nghiến như thế này. Nên là nhà mình yên tâm là sẽ có đủ để phục vụ nhé. Nhà mình cứ gọi điện trực tiếp để em sẽ tư vấn cái cách thức mua hàng cũng như là cái phần chất gỗ nó có tốt, có bền hay là không nhé. Em sẽ nhắc lại là bạn này là mã số 369 ạ. Rất nhiều trụ bát các bác ạ. Trụ bát số 367, tiếp theo 367 ạ. Bạn này thì cũng nghiến này. Và dạng bát này, bát kiểu dạng như đôi đôi như này các bác này. Nó có hai quả đôi luôn này. Chiều cao là 90, chiều rộng là 66 và chiều sâu là 53 nhá. Rất là gọn gàng. Đây này nó hơi cong như là hình cái lưỡi ra đằng trước này các bác này. Như là cái muôi đây này. Đấy nếu mà nhìn trực diện thì không nhìn thấy đâu, nó hơi cong này. Đây đứng như này các bác dễ nhìn đấy, nó hơi cong như vậy. Nhìn ngoài mã này rất là điệu. Cái một phần ở bên trên thì mình chơi dạng lu ạ. Và một phần ở dưới là mình nó có lũa này. Lũa nghiến này. Lòng bát sâu, rộng, nói chung có hai lòng luôn. Các bác nhìn thấy không? Nghĩa là nó hai lòng đôi đấy ạ. Mã số 367 ạ. Mã trụ gỗ nghiến số 356 ạ. 356 bạn này thì là một dạng trụ hình bát. Và em có gắn một cái bát ở phía bên trên là dạng chậu vét. Đấy, chậu vét này thì nhà mình có thể trồng lan, hoặc nhà mình trồng cây, hoặc là nhà mình có thể đặt những cái chậu lên theo ý nhà mình nhá. Đấy, phần dưới là phần bìu này. Bìu nu nghiến này rất là dày dặn này. Và cái này thì rất là bền ạ. Cái này là nu nghiến nha các bác. Bạn này các bác trưng bày vào các dịp rất là hợp luôn. Cao ở đây là 1m1, chiều rộng là 90 và chiều sâu là 51 ạ. Tức là cái miệng chậu nó sẽ rơi vào 90 đấy các bác ạ. 90 mà nhân với khoảng cỡ tầm khoảng 40-45. Đấy nó không đều nhau như vậy nhá. Hàng chậu rất là sùi luôn này. Mang cái tính nghệ thuật cao. Mã số 365 nhá. Lên mã trụ bát nghiến và mã này, bạn này thì đang có mã số là 366 ạ. Cái này là nu nghiến 100% luôn. Và nu gai gần như là kín ạ. Chiều cao của bạn này là 1m. Nói chung là rất là vừa tầm nhìn. Phần bát thì rất là đẹp. Cái phần gai dưới này của nó gần như là kín luôn này các bác này. Đấy, gai của bát nữa này, rất là tự nhiên nhá. Lòng bát thì khá là sâu, cái này các bác trồng kiếm thoải mái luôn. Kiếm một những cái bụi đai châu to ấy ạ thì rất là hợp nhá. Nhìn xoắn được các mặt. Cao 1m, rộng 52 và chiều sâu là 58 ạ. Đây nó hơi lồi ra trước này các bác này. Đấy nó sẽ hơi cong như vậy, nhưng mình nhìn được mấy dáng luôn. Chất gỗ thì rất là bền rồi, gỗ nu nghiến đấy ạ. Mã số 366 nha cả nhà. Em lên một cái mã trụ này dạng bát máng nhưng mà rất là to cả nhà mình ạ. Bạn này thì cao là 88 ạ, chiều cao là 88, chiều rộng là 1m1, tức là hết cái máng luôn đấy các bác. Chân tay là lọt ngoằn luôn này các bác này. Và cái này thì nó là gỗ nghiến 100%, cả chậu máng lẫn phần chân đều là gỗ nghiến, lên vân màu bóng rất là đẹp luôn. Đây, lòng chậu đây ạ, em giới thiệu qua cái lòng chậu để các bác nhìn. Chiều sâu là 63, mã số ở đây là 362 ạ, mã số 362. Bạn này gỗ nghiến ạ. Em quay thêm cái mặt sau để cho cả nhà mình nhìn được nó được kỹ hơn luôn. Đấy, đây mặt sau đây. Đấy hai mặt nó như vậy nhá. Chất gỗ nghiến rất là yên tâm. Mã số 361. Một con bát dạng vừa vừa, tay cành khá là lòng ngoằng cái phần phía dưới này để cho cái sản phẩm nó sinh động hơn.
Chất gỗ thì rất là bền rồi các bác ạ. Bạn này cao là 75, rộng là 60 và chiều sâu là 50. Đây bát đây. Đấy, tay chân. Nói chung cũng khá là điệu, nhưng mà với cái tầm mức giá trung bình luôn ạ, giá có 1.100.000 thôi. Mã số 361, giá 1.100.000 đã bao gồm vận chuyển nhá. Mẫu tiếp theo. Bạn này thì có cái tay cành đối xứng hai bên và dáng sẽ hơi bay kiểu dáng cánh bùa một chút. Nói chung là về dáng dấp thì khá là ok các bác ạ. Nói chung là hàng này các bác ghép thì ghép cái loại gì em thấy lên cũng sẽ rất là phù hợp. Kích thước là cao 90, rộng ở đây là 93. Bạn này thì em chưa đo chiều sâu nhưng mà em đang đoán nó rơi vào khoảng cỡ tầm 50 cho đến 55, chắc 50 thôi. Đấy, nó ở khoảng đấy nhá. Rất là đẹp, kích thước vừa phải, đặt bàn cũng được và mình đặt lên đôn cũng được. Cái này mình bê lại, bê đi bê lại tốt. Mã số 414 ạ, 414. Giá bán 1.580.000. 1.580.000 nhá, to bản dày dặn. Em lên con trụ này có cái tá dáng cái cành của nó ấy ạ. Em cảm giác nó rất là khỏe. Và thậm chí là khi mà nhà mình bê lên là mình chạm tay vào đấy ạ, thì mình có thể thấy là cái sản phẩm nó rất là cứng. Đồng nghĩa với việc là nhà mình yên tâm nó sẽ rất là bền. Bạn này thì có mã số là 412. Kích thước là cao 82 và rộng là 70. Rất là dày dặn nhá. Mã số là 412 ạ. Nhà mình cứ vào Zalo đi tham khảo thêm nhiều mẫu khác nữa ạ. Giá bán bao ship 1.250.000. Mẫu này tay cành cực kỳ xinh luôn mà lại cái tay chắc khỏe nữa. Lên tiếp một bạn chất liệu gỗ găng bầu ạ. Màu vàng sáng nha cả nhà. Kích thước cao 1m, rộng là 83. Bạn này cũng có dáng một chút là dáng cánh buồm đấy ạ. Đấy, giống như là con thuyền đấy. Cái gỗ găng bầu thì là rất là nổi tiếng để các bác ghép lan rồi nhá. Nhà mình có thể nghiên cứu thêm ở các cái trang mạng. Mã số 415. Giá bán hiện tại là 1.450.000 mẫu này. Tương đối là to đấy ạ. Nói chung là to cao mà nó lại rất là bền. Nếu mà để mà nói về ghép lan thì cực kỳ là bền luôn đấy ạ. Găng bầu mà. Mã số 415 nhá. Em lên mã trụ số 343. Bạn này thì trụ rất là nặng và đẹp nhá các bác. Rồi, chất gỗ thì rất là đẹp luôn đấy ạ. Em sẽ quay cái mặt sau cho các bác xem trước. Siêu nặng luôn ạ. Vào 60 cân mã này. Rồi, giữ nguyên ạ. Đây các bác nhìn cái mặt này cho em nhá. Tuyệt vời luôn ạ. Chất gỗ thì cực kỳ là xịn nặng. Cao 1m16, chiều rộng là 1m và chiều sâu sẽ là 70 ạ. Mã số 343 nhà mình ạ. Mẫu này được cái là gọn gàng mà rất là kiểu chắc khỏe đấy các bác ạ. Nên nhà mình nghiên cứu xem. Đây là cái chất gỗ ở giữa này, em soi cho cả nhà mình nhìn này. Rất là lì luôn. Em lên một mã gọi là hàng VIP nha các bác. Bạn này thì là một mã trụ rất là to ạ. Nhà mình có thể nhìn được hai dáng luôn. Ví dụ như em nhìn chéo như thế này là nó cái tay của nó cũng rất là đẹp luôn. Hoặc là em nhìn trực diện một chút, đưa máy sang bên này là nhìn cũng vẫn rất là đẹp. Được cái là cái gáo nó sẽ cái gáo và cái chậu nó sẽ bố trí kiểu dạng bậc thang. Nói chung rất là đẹp ở nhà mình ạ. Yên tâm nhá. Đấy, còn các bác cứ lăn tăn gì gọi điện trực tiếp Zalo em, gọi video cho các bác xem. Đây các bác soi cái lũ ở giữa này. Đấy. Yên tâm. Chất gỗ các thứ rất là đẹp và bền. Nói chung là rất nặng nữa cơ ạ. Bạn này thì có mã số là 340 ạ. Mã số 340. Kích thước ở đây là cao 1m6, chiều rộng là 1m2 và độ sâu là 1m ạ. Độ sâu 1m là chứng tỏ sản phẩm rất là dày rồi nhá các bác. Trụ này rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Nhà mình vào Zalo em tư vấn thêm và gửi ảnh thêm cho nhà mình xem nhá. Lên mã này cũng là trụ bát, nhưng mà dạng hàng thấp thấp một chút các bác ạ. Lũa này các bác nhìn mặt lũa này. À, bây giờ em sẽ xoay mặt sau để các bác xem vì cái này nó gần như là hai mặt nó như nhau luôn. Đấy, xoay chậm thôi em. Đấy. Mã số 320. Đây cái mặt sau nhé, em dừng lại một chút. Đây rồi, để các bác ngắm cái mặt sau đã này. Rồi, quay tiếp đi nào. Mã số 320, kích thước cao 76, rộng 56 và sâu là 50. Dạng lũa bánh xe. Kết hợp thêm một cái bát ở bên trên. Đấy, để các bác trồng lan hay là đặt cây lên bên trên. Bát rất là to, đẹp luôn nhá. Bát nghiến. Mã số 320 nha cả nhà. Mã trụ gỗ nghiến dạng bát các bác ạ. Cái này là một dạng là thân trụ và thêm một cái bát phía bên trên nhé. Trụ thì rất là đẹp. Nếu mà để mà nói về độ đẹp và độ bền thì là cao rồi. Và trồng cái gì thì cũng được luôn các bác ạ. Đấy, lu gai này các bác soi này. Rất là đẹp luôn nhá. Mã số 314 ạ. Mã số 314. Thì bên em đang có kích thước là cao 96, chiều rộng là 70 và độ sâu là 56. Tức là cái độ dày của sản phẩm là 56 luôn. Bạn này thì siêu nặng rồi các bác ạ. Nhưng mà cái hàng này thì các bác đặt cây hoặc các bác trồng cây đều rất là hợp lý. Đặt vườn thì cực kỳ là đẹp luôn rồi. Mà gỗ nghiến thì rất là bền nhá. Mã trụ số 309 á. Bạn này cũng là gỗ kháo luôn. Lũa cái rất là cầu kỳ.
Hàng rất là nặng đấy ạ. Nói chung hàng này thì tương đối nặng rồi, nhưng mà cái hàng nặng như thế này thì cái sản phẩm nó đứng vững và nó rất là bền cho các bác. Chậu ở trên này em gắn chậu 25, à chậu 20 các bác, xin lỗi, chậu 20 nhá. Em nhầm. Bạn này kích thước là cao 1m6, chiều rộng là 1m26 và chiều sâu là 80. Rất là dày dặn. Cái chân được cái nó xòe, nó là một cái đôn xòe dài ra này, xòe tròn đều xung quanh nên cái sản phẩm nó đứng cực kỳ là vững luôn. Mặc dù là nó hơi nặng một chút thôi. Mã số 309 nha cả nhà. Mã trụ này thì em gắn chậu cam xe lên bên trên các bác ạ. Chậu bên trên thì là chậu size 20. Em gắn khá là nhiều chậu cả nhà mình ạ. Cái này thì cao sẽ là 1m25, chiều rộng cũng 1m25 và độ sâu sẽ là 80 ạ. Em tiến vào gần một chút để các bác ngắm từ cái phần chân đế đôn lên đến cái phần tay cành phía trên nhá. Chất liệu gỗ khá rất là bền, nặng. Mẫu này thì hơi nặng một chút. Mã số ở đây thì sẽ là 308 nhà mình ạ. Mã số 308. Ngoài những cái mẫu như thế này ra thì em còn rất nhiều những mẫu to khủng khác nhau nhá. Nên nhà mình cứ vào Zalo thì em sẽ tư vấn thêm cái hàng to khủng thêm nữa. Những cái hàng cao to rất là nhiều ạ. Mẫu này là thuộc diện hàng nhỡ các bác ạ. Mã này siêu nặng nha các bác. Các bác nhìn cái phần trên của nó đấy ạ. Nó đã rất là dày rồi. Để riêng cái phần này của nó cực kỳ là dày. Bạn này thì nặng lắm. Nói thật là rất là khó để di chuyển. Cái bê thì mình phải nhiều người thì mình mới bê được những cái mã như này. Đổi lại thì nó sẽ rất là bền. Bạn này thì kích thước là cao 1m55, chiều rộng là 1m23 và chiều sâu sẽ là 85 ạ. Gắn thêm chậu thêm gáo tùy ý nhà mình nhá. Và cái này thì nếu mà các bác đặt được cái dáng đúng như thế này thì giống như một cái giá nến đấy ạ. Rất là xinh. Chậu ở trên thì nhà em gắn chậu cam xe hàng đẹp rồi. Đấy, chậu xịn nha các bác, hàng mới tinh luôn. Mã số 265 ạ, mã số 265 nha cả nhà. Chân đế tròn một cái đôn to luôn này các bác này. Thì cái sản phẩm nó rất là chìm, nó đứng thì nó sẽ đứng vững cho nhà mình. Vì là cái phần trên của nó rất là nặng, thế nên là cái phần gốc là mình phải đặt nó phải rất là khỏe thì nó mới chịu được đấy các bác. Mã trụ này số 264 ạ. Mã 264 này tay cành rất là thưa, các bác ghép được sẽ rất là nhiều cây. Và bạn này thì đang có giá bán là 3.900.000, là đã bao gồm cước rồi các bác ạ. Đấy, mã này thì là cao 1m35, chiều rộng là 1m1 và độ sâu là 90, tay cành xòe ra như này các bác nhé. Nếu mà dọi từ trên xuống nó sẽ xòe này vì sâu tận 90 cơ mà. Cái này thì vẫn là gỗ kháo. Chất gỗ thì rất là bền, tay cành chắc khỏe nhá. Cái dáng mà nhà em gắn chậu thì nó kiểu bậc thang. Siêu xịn luôn ạ, siêu đẹp luôn nha. Em lên con trụ này siêu khủng mà phải gọi là vừa khủng vừa hàng VIP luôn các bác ạ. Các bác nhìn thấy cái sự đồ cầu kỳ của cái sản phẩm không ạ? Đây mới gọi là lũa các bác nhá. Đúng nghĩa luôn đấy ạ. Đây, soi cho các bác xem này. Lũa gần như là kín. Mã này thì em còn một cái nữa mà cũng tương tự như này, nó thành được một cặp luôn đấy ạ. Mã số sản phẩm là 261. 261, nhà mình cứ vào Zalo em tư vấn hết cho nhà mình tất cả các sản phẩm luôn. Đấy, gắn thêm chậu hoặc là bỏ chậu thoải mái luôn theo ý các bác. Tóm lại nó là một mã trụ VIP. Kích thước cao 1m26, rất vừa tầm nhìn các bác nhé. Rộng cũng là 1m26 và chiều sâu là 80. Bạn này thì cực kỳ dày và hơi vòng cung như này một chút. Đấy, nó hơi vòng cung một chút. Chất gỗ thì khẳng định với các bác khỏi phải bàn luôn. Những cái hàng mà như này bên em thuộc dòng là hàng VIP, hàng đắt tiền rồi. Nên nhà mình cứ vào Zalo hỏi thoải mái, không ngại ngần gì cả. Cứ có cái gì em tư vấn chuẩn chỉ cho các bác luôn, yên tâm nha các bác. Nhà mình vào xem tất cả các mẫu qua Zalo của em là 0983185998 giúp em nha. Em cũng có ghi mở đầu bài hết rồi. Nên nhà mình cứ vào lưu lại cái số điện thoại để giúp em một chút là được. Còn tiếp theo đây thì nó sẽ là mã số 260. Mã số 260 là một cái mã dạng kiểu tháp hình tam giác. Nó rất là gọn nhá. Nếu mà để mà nói về cạnh sườn thì cực kỳ là gọn. Cao là 1m47, chiều rộng là 1m1 và có chiều sâu là 70. Chiều rộng này rất là gọn gàng các bác ạ. Nó dáng hình tháp như thế này nhá. Em soi vào trong một chút để nhà mình xem cả cái phần đôn dưới và kèm lên bên trên là cái phần lũa giữa. Rất là đẹp nhá. Mà gỗ này thì quá là bền luôn rồi. Nhà mình có thể chơi chéo một chút như này cho em cũng được này. Mã trụ này chất liệu gỗ kháo ạ. Và có kích thước là cao 1m25, chiều rộng cũng là 1m25 và chiều sâu là 60. Bạn này thì cũng khá là gọn gàng thôi ạ. Nhưng mà lũa rất là cầu kỳ này các bác này. Chậu cam xe size 20 ở phía trên. Và giá em đang bán cho sản phẩm sẽ là 2.960.000. Đã bao gồm phí cước rồi nhá. 2.960.000. Mã số sản phẩm sẽ là 256 ạ. Mã số của sản phẩm là 256. Chất liệu gỗ kháo thì cực kỳ là bền rồi các bác ạ. Mã trụ này thì là một mã chất liệu gỗ găng bầu ạ. Gỗ găng bầu thì đã rất là quen thuộc với các bác rồi nhá. Hàng này thì nhà mình ghép lan thì cực kỳ là tốt luôn ạ. Kích thước của sản phẩm sẽ là cao 1m45, chiều rộng là 1m1 ạ và chiều sâu là 60. Bạn này khá là cao to nhá. Cái này thì nhà mình có thể ghép lan trực tiếp lên luôn, không cần phải gáo dừa cũng được ạ. Cái này thì nếu mà bỏ gáo thì em sẽ trừ tiền. Em vào xoay mặt kia đi. Cái này được cái nó đẹp hai mặt luôn nhà mình ạ. Đấy, cái mặt đằng sau này của nó cũng rất là đẹp nhá. Trụ thì tương đối nặng. Đấy, nặng thì nó đi đôi với độ bền rất là cao. Và em xin nhắc lại cái này nó là chất liệu gỗ găng bầu nhá. Đấy, nhà em có làm đây, cái mặt sau này. Nhà mình có thể chơi được cả hai mặt luôn. Đấy, nếu như bác nào mà thích làm, bạn này làm dạng như cột đồng hồ rất là đẹp, xoay lại đi. Thì nói chung là nó sẽ sử dụng được nhiều mục đích. Cái này thì do các bác thôi nhá. Đấy, còn em thì em tư vấn như vậy. Mã số sản phẩm là 214 ạ, mã số 214 ạ. Mã sản phẩm trụ số 207. Bạn này thì cũng vẫn là một chất liệu gỗ găng bầu. Hàng rất là dày mình đấy ạ, các bác có thể nhìn đấy ạ. Nó không bị mỏng quá nhá, nó rất là dày mình. Bạn này thì cao 1m15, chiều rộng là 1m,
rất là vừa xinh đẹp luôn đấy các bác, mà lại được cái là bản rất là to, cái bản gỗ ấy ạ. Đấy, sâu là 55, mã số 207 cho nhà mình. Mã này thì em cũng phải đánh giá là một mã đẹp đấy các bác ạ, bởi vì nó lì gỗ mà nó lại rất dày mình nhá. Cái gỗ găng bầu này thì là rất là hợp rồi. Đấy, có những bác thì chỉ thích găng bầu thôi. Đẹp luôn nha cả nhà. Lên mã sản phẩm trụ ghép lan, chất liệu gỗ găng bầu. Gỗ găng bầu rất là phổ biến rồi các bác ạ, rất đẹp ạ. Nói chung là bền. Mã số sản phẩm 202. Kích thước sản phẩm cao 1m3, chiều rộng là 1m07 và chiều sâu ạ, chiều sâu tức là 77 đấy ạ. Cái cạnh sườn màu gỗ vàng sáng rất là bắt mắt, rất là đẹp mắt luôn đấy ạ. Mã số 202 thì bên em đang bán với giá sẽ là 2.900.000, đã bao gồm phí cước vận chuyển rồi ạ. 2.900.000 nhá, rất là to cao luôn. Em lên mã sản phẩm trụ cao to, mã số 986 ạ. Mã số 986 là một mã chất liệu gỗ kháo, từ chân đế cho đến tay chân bên trên các bác nhé, là gỗ kháo hết ạ. Tay rất là to, chắc và khỏe. Bạn này thì cao sẽ là 1m6 ạ. Chiều rộng là 1m25, chiều sâu là 77 ạ. Hàng rất là dày dặn nhé, nặng cỡ khoảng tầm 1 tạ 3 cả nhà mình ạ. Đấy, chưa tính vận chuyển luôn. Và cái hàng này thì nhà em cũng vẫn vận chuyển đến nhà và bao ship cho nhà mình nhá. Mã số sản phẩm 986 ạ. Xoay các góc cho nhà mình xem nó được kỹ hơn ạ. Em có chụp ảnh trong Zalo rồi, thế nên nhà mình cứ vào Zalo thì em sẽ tư vấn cũng như là chụp ảnh nhiều hơn cho nhà mình xem nhé. Có cây lũa xịn quá các bác ạ. Quay cho các bác xem nó xịn ở cái mức nào nha các bác. Nói chung là em cảm thấy nó rất là ưng ý. Bởi vì sao? Bởi vì cái này thực ra là mình sử dụng nó rất nhiều mục đích. Cái này thì thứ nhất là các bác có thể làm những cái trụ cột đồng hồ to, hoặc là nhà mình có thể treo đồ, treo lồng chim như em đang làm, hoặc là mình có thể ghép lan. Mà đặc biệt hơn nữa là mình xoay cái dáng nào của nó đi nó cũng sẽ rất là đẹp nha. Chất liệu gỗ đây là gỗ lý, hàng này nặng trên 1 tạ. Đấy, đẹp tròn đều xung quanh và cả lưng các thứ là đều rất là đẹp. Mã số sản phẩm 978. Kích thước là cao sẽ là 2m1, chiều rộng là 90 và có độ sâu là 60, rất là gọn gàng. Đây ạ, nhà mình có thể nhìn cái dáng này cho em cũng rất là đẹp nhá. Nhà mình vào Zalo em sẽ tư vấn thêm ạ. Mã này là gỗ nghiến ạ. Bạn này là gỗ nghiến, cái tay cành các bác lưu ý nó là liền khối nhá. Em chỉ ghép đế vào thôi để cho cái đứng vững thôi mà. Tay cành đẹp lắm. Mã số 382 ạ. Mã 382, chất liệu gỗ nghiến này, hàng rất là bền và chắc nhá. Đấy, hai mặt đây. Bạn này thì đang có giá bán là 1.150.000. 1.150.000 ạ. Nhà mình có thể vào Zalo để em tư vấn thêm nhá. Kích thước là cao 1m ạ, rộng là 72. Đấy, tay cành là nhỏ nhỏ xinh xinh. Đấy, nhà mình không có nhiều diện tích mà mình thích nó nhẹ nhàng thì có thể sử dụng cái mã này được nhá. Tay cành nó nhỏ nhưng nó là gỗ nghiến nên là nó rất là dai, cái chất gỗ rất là dai và nặng nhá. Lên mã này siêu đẹp luôn các bác ạ. Mã này thì thứ nhất là về cái chất gỗ thì nó rất là rắn và chắc rồi. Xoay mặt sau cho các bác xem nữa luôn vì mặt sau quá là đẹp luôn ạ. Cái này thì thực ra là khi bọn em làm là cũng rất là phân vân, không biết lên chọn mặt nào. Đây các bác nhìn cái mặt sau này, nó đẹp như này luôn đấy ạ. Rồi quay lại nha. Bạn này được cái là được hai mặt luôn, nhà mình về muốn sử dụng mặt nào cũng được. Kích thước là cao 93, chiều rộng sẽ là 90. Mã số 329. Mã số 329. Giá bán sẽ là 1.660.000. 1660, bạn này thì là khá là nặng rồi. Về cả phần chân đế lẫn cái phần thân ở bên trên. Thân ở trên thì chắc chắn là liền khối 100% rồi. Lũa rất là đẹp, các bác yên tâm mã này nhá. Mã trụ này thì có cái phần chân đế cũng như là tay cành rất là chắc và khỏe nhá. Chất gỗ thì là gỗ kháo rồi, rất là cứng, là bền. Và cái dạng lũa nó hơi rỗ tổ ong một chút như này các bác ạ. Chậu thì là chậu cam xe, hàng đẹp luôn. Kích thước của bạn này thì sẽ là cao 1m50, còn chiều rộng thì sẽ là 1m43 và chiều sâu là 75. Nói chung là trụ hàng to, các bác đặt sân vườn rất là hoành tráng nhá. Bạn này thì em gắn 2, 4 này, 6 chậu này. Mã số sản phẩm 242 nhà mình ạ. Mã số 242. Phần lũa ở giữa đây ạ, nó khá là cầu kỳ cái phần giữa. Hàng rất là nhẵn, hàng này là được làm đánh rất là kỹ rồi. Mã này là mã gỗ nghiến nha các bác. Bạn này thì là gỗ nghiến ạ, ở chân đế cũng bằng nu nghiến này, rất là to và khỏe đẹp này. Đấy, nhưng mà mỗi tội là bạn này thì hơi nặng một chút. Các bác nhìn cái thân hình đấy ạ. Bạn này thì cao là 1m7, chiều rộng là 1m và chiều sâu là 63. Bạn này nặng đâu đấy vào khoảng 8-90 cân nhá. Hàng to tròn đều ạ. Vanh bạn này thì em đang đoán áng chừng khoảng 40 phân cho đến 45 phân nhá. Hàng này thì ở trong nó rỗng, rỗng nhưng mà nó rất là nặng. Đây đi kèm với một cái chân như thế này thì nó tương đối là dày dặn nhá, cả một miếng bìu rất là to làm chân đế, cái sản phẩm nó đứng vững hơn. Mã số sản phẩm thì sẽ là 243 nha cả nhà mình. 243, nhà mình vào Zalo em chụp ảnh kỹ hơn cũng như là tư vấn kỹ hơn cho nhà mình nhá. Cái hàng này nhà em vận chuyển toàn quốc được ạ. Mã số 243 nha. Mã sản phẩm trụ số 945 ạ. Mã trụ số 495 này dáng rất là cao to nhá và nặng đấy ạ. Rơi vào tầm khoảng 1 tạ rưỡi mã này. Đằng trước đằng sau là hai mặt lũa luôn ạ. Bạn này cao cho em là 1m8 ạ, chiều cao 1m8, chiều rộng là 1m35 và chiều sâu là 80. Chất gỗ thì rất là chắc khỏe nhá, chất liệu gỗ ở đây sẽ là gỗ kháo cho nhà mình này. Đằng sau chơi mặt lũa này. Cái này nói chung các bác để hai mặt đều được nhá. Hàng rất là to cao luôn.
cái này các bác đặt sân vườn thì cực kỳ đẹp luôn nhá. Ở trên thì em gắn 2, 4, 6, 8 chậu. Cái này nhà mình muốn thay đổi size chậu hoặc thêm giảm chậu đều được nhá. Các bác có thể vào Zalo để em tư vấn thêm cho nhà mình. Kể cả cái phần chân đế ở dưới cũng là một dạng hàng bìu nhá. Bìu kháo ạ. Nói chung là cái mẫu sản phẩm này thì chất lượng thì rất là tốt, độ bền cao. Mã số sản phẩm 945 ạ. Lên một mã trụ này dáng rất là cao các bác nhá. Mã này thì cao là 1m50. Chiều rộng là 1m1 ạ. À, chiều rộng là 1m15 các bác ạ. Chiều rộng là 1m15, chiều sâu là 67 ạ. Bạn này cao 1m rưỡi nó cũng rất là hợp đấy ạ. Nói chung là nó không bị cao quá, vừa tầm nhìn luôn. Chất gỗ thì rất là tốt, hàng nặng nhá, tầm 70 cân. Mã số 952 ạ. Mã số sản phẩm 952. Dáng thân cây tròn đều này các bác nhìn này. Rất là dày nhá, nó rất là dày mình luôn đấy. Tiếp tác phẩm này có mã số là 912 ạ. Tác phẩm số 912. Siêu khủng, siêu nặng luôn các bác ạ. Nói chung là mã này thì nói thật là em chưa đạt được lên cân luôn, bởi vì nó nặng quá. Bê mãi mê sang được đến đây các bác ạ. Nặng lắm, bạn này thì em đang ước chừng nó rơi vào khoảng tạ rưỡi. Mã số sản phẩm là 912, kích thước là cao 1m65 này, chiều rộng là 1m3 và chiều sâu là 70. Thực sự là cái mã này quá đẹp luôn rồi, nên nhà mình yên tâm là về chất lượng cũng như kiểu dáng nhá. Hàng dạng hàng sụn rồi. Đấy, nó nổi gân lên, vân lên rất là đẹp luôn. Và cái này thì nhà em đã làm rất là kỹ, những cái hàng dòng cao cấp để làm quá kỹ rồi. Thế nên nhà mình chỉ xem là nhà mình có cái chỗ nào đặt phù hợp thì mình có thể giao lưu chốt đơn qua số điện thoại Zalo của em nhé. Em có ghi ở đầu bài đấy ạ. Và nhà mình vào Zalo em gửi nhiều mẫu cho nhà mình xem. Lên mẫu khủng long các bác ơi. Xuất sắc ạ. Thật sự là xuất sắc luôn các bác nha. Đấy, dỗ tổ ong đây rất ít khi hiếm gặp những cái mẫu như này luôn các bác ạ. Mã này thì sẽ cao là 1m66, chiều rộng là 1m25 và chiều sâu là 1m2 các bác nhé. Bởi vì tức là nó sẽ đua ra nhà các bác này. Nhà mình có thể đặt cái dáng như thế này này, một mặt là dáng bên này, một mặt nữa là dáng thẳng như thế này. Đấy, nó chơi được rất nhiều dáng và ghép được cực kỳ nhiều cây cho nhà mình luôn. Chắc chắn với các bác luôn. Thật sự với các bác là hàng này thì yên tâm về chất lượng, giá cả cũng như là vận chuyển. Quá là xịn luôn các bác nhé. Mã số sản phẩm này để em tư vấn cho các bác là mã số 914. Mã số 914, nhà mình vào Zalo tư vấn nha. Đây này, số điện thoại của em đây này các bác ơi. Đấy, hàng thật, người thật, việc thật cho các bác. Thế nên là nhà mình yên tâm. Đấy, xịn quá các bác ạ. Nói thật sự với các bác là rất là tâm huyết với những cái tác phẩm như này mà nhà em chuyên hàng khủng. Thì các bác đã biết được là em đã rất là tỉ mỉ như nào rồi đấy. Nói chung là như cái bạn này thì em kênh thì em chưa cân được. Nhưng mà nó sẽ rơi vào khoảng cỡ 6 người khiêng. Đấy, 6 người khiêng nếu như di chuyển đi lại. Em lên mã số 913. Tác phẩm 913 này thì sẽ cao là 1m60 ạ. Chiều rộng là 1m35. Rất là vừa tầm nhìn. Và chất gỗ thì rất là đẹp rồi, hàng cực kỳ nặng. Nên các bác yên tâm. Phải tầm khoảng cỡ 1 tạ 2 các bác ạ. Mã này nhá. To đẹp, hàng dạng nu bìu. Chiều sâu là 80 ạ. Mã số sản phẩm 913. Mọi người ra quay cho cái đằng sau ra đây. Em sẽ quay cái đằng sau cho các bác xem nhá, bởi vì nó dạng bìu rất là đẹp. Nghĩa là chỉ muốn là quay để cho các bác xem được cái độ bền của cái sản phẩm. Đây, nhà mình có thể nhìn qua cho em ạ, là cũng đã đánh giá được cái độ bền của sản phẩm rồi nhá. Rất nặng ạ. Hàng này thì quá yên tâm rồi cả nhà mình ạ. Em lên mã trụ này có số sẽ là 911 ạ. Mã số 911. Mã trụ này khá là to và nặng nhá. Nó rơi vào cỡ tầm 1 tạ các bác ạ. Hàng rất là đẹp. Đây các bác, cái phần lũa chính này các bác nhìn đây này. Lũa rất là già, cứng cỏi nhá. Cao 1m7, chiều rộng là 1m3 và độ sâu là 80. Bạn này rất là vừa vặn, xinh xắn. Hàng chất gỗ đẹp, chất liệu gỗ kháo các bác ạ. Hàng cao to này các bác đặt sân vườn này sẽ rất là đẹp luôn. Rất hợp, rất đẹp ạ. Đại loại nó rất là bền. Những cái hàng này thì nhà mình yên tâm về độ bền nhá. Ở trên này em gắn chậu size 20 ạ. Cái này các bác muốn gắn thêm chậu vẫn được nhá, nhưng mà thêm chậu thì nó sẽ mất thêm chi phí đấy ạ.